Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái cách mài mũi khoan nha các bạn. Đây là một cái mũi khoan 21 mình đã mài bằng sẵn rồi nha. Mình đã mài bằng sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ mài về trạng thái bình thường để đi khoan nha các bạn. Thì mình mài bằng đây là mình để khoan vuông góc ha. Thì bây giờ mình sẽ mài côn lên cho các bạn thấy ha. Và cái cách mài như thế nào á thì mỗi người sẽ có mỗi cách mài khác nhau. Có người thì mài mình ví dụ đây là đá nha, ví dụ đây là đá nha, cũng có người mài sẽ mài hớt từ dưới lên trên như thế này ha các bạn. Có người sẽ mài hớt từ dưới lên trên như thế này ha. Đây, từ dưới lên trên. Đấy. Đó, có người sẽ mài từ trên xuống dưới như vậy. Đây nha. Đấy, có từng người mài đây. Đây. Đó. Sau đó là quay trở lại mặt đối diện đây. Đó. Mài tớt. Ok. Thì để mình qua đá cho các bạn xem nha. Ok, đây là đá đang quay nha các bạn. Đây, mình sẽ để mũi khoan check cho 45 độ nha các bạn ha. Đấy, mài lướt từ dưới lên trên như vậy. Cái mài lướt từ dưới lên trên như vậy ha. Mài được 2-3 bát thì mình quay qua mặt đối diện. Đấy, mài 2 bát thì quay qua mặt đối diện. Đấy. Đấy. Ok. Đó. Thì tùy từng tay nghề, từng người thợ mài biến hay không biến nha các bạn. Rồi lại quay qua mặt đối diện ha. Đó ha. Mình cứ mài hoài như vậy ha các bạn. Khi nào mà hai cái lưỡi khoan của mình thành hình chóp nón á ha. Ok các bạn nha, để mình giờ mình mài nha. Rồi ok. Đây là mình đã mài được 50% rồi các bạn nha ha. Đó, đây là mình đã mài được 50% rồi các bạn. Đó, cái mũi chưa được nhọn nha các bạn. Mũi chưa được nhọn. Ok, bây giờ mình là qua mài tiếp. Rồi, mình được mài 50% rồi ha. Đó, thì mình cũng cứ mài từ dưới lên trên vậy. Đó các bạn. Cứ mài từ dưới lên trên cho tới khi mà cái mũi nó nhọn thì thôi ha các bạn. Đó. Rồi. Cứ mài từ dưới lên trên. Nhớ là các bạn để check 45 độ nha các bạn, để cho góc nghiêng được 45 độ nha. Từ dưới lên trên. Đó, ok, để mình mài tiếp nha các bạn. Ok mọi người, đây nha, mình đang mài xong cái mũi khoan nha các bạn. Đây, lưỡi cắt chính này các bạn. À, đây là cắt chính này. Đó, đây là cắt chính này ha. Đó, đây, mình quay thực hiện cho. Góc nghiêng 45 độ ha các bạn. Thì các bạn cứ mài từ từ. Nói chung lần đầu tiên mài thì nó sẽ hơi khó khăn. Nhưng về sau này các bạn mài quen rồi á, thì nó sẽ rất chỉ là đơn giản đấy các bạn. Đây là cái mũi khoan 21 ly nha. Mình đã mài xong. Và nếu như mà các bạn muốn mà cho nó khoan đúng tâm á thì các bạn nên mài cái đầu mũi này, nó sẽ đủ cắt đúng tâm luôn á, thì các bạn mài khuyết vào bên trong một chút cho nó thành cái mũi tâm, sẽ định tâm với các bạn tốt hơn ha các bạn. Đây, cho một khoan đây. Thì video này thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn nào mới bắt đầu tập nghề vào nghề cơ khí nha các bạn. Thì ai cũng phải trải qua cái thời gian khó khăn ban đầu để
thành thạo nghề được. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé ở những video sau nha. Thì đây là những kinh nghiệm mình làm hàng ngày thôi các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.